Chiều 10 tháng 1 năm 2022, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn giảm mức nguy cơ, TP.HCM trở thành vùng xanh. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện thành phố có 391 trạm y tế lưu động, số lượng tùy thuộc vào số F0 điều trị tại nhà. Đối với các tổ quân y, hiện đảm trách 168 trạm lưu động với nhân lực khoảng 406 người. Sau khi quân y rút đi, các trạm y tế lưu động vẫn duy trì để ứng phó với biến chủng Omicron xảy ra. Nguồn nhân sự sẽ bổ sung từ các bệnh viện, đáp ứng khoảng 150 trạm y tế lưu động và nguồn bác sĩ mới tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngành y tế sẽ tập huấn và có cơ chế phù hợp đối với nguồn nhân sự này trong thời gian làm việc ở trạm. Ngoài ra, ngành y tế TP.HCM còn nhận được sự hỗ trợ của các trường có khoa chăm sóc sức khỏe với khoảng trên 300 người để hỗ trợ cho việc thăm hỏi, chăm sóc F0 tại nhà, chích ngừa, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện lực lượng đang được bố trí tương đối đảm bảo, tùy theo số lượng F0 mà số trạm y tế lưu động linh hoạt tăng lên. Hiện tại, nhiều người dân ở TP.HCM mắc các triệu chứng rối loạn tâm thần hậu COVID-19, di chứng tim mạch, phổi. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, Sở Y tế đang hình thành kế hoạch chăm sóc, phục hồi cho những người mắc các bệnh hậu COVID-19. Ngoài việc khám, điều trị cho bệnh lý cụ thể, còn chăm sóc về tinh thần. Hiện tại, TP.HCM có nhiều bệnh viện điều trị di chứng hậu COVID-19 như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Y dược Học dân tộc, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM HCDC cho biết, đến nay chưa có quận huyện nào hoàn thành 100% tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung. Nhiều quận huyện đạt trên 90%, nếu duy trì công suất 200.000 mũi một ngày sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, sau khi Bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Sở Y tế đã rà soát số trẻ, số lượng vaccine và sẵn sàng tiêm khi có chỉ đạo. Về việc người dân các tỉnh thành quay lại TP.HCM sau dịp Tết Nguyên Đán có phải cách ly y tế hay không, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, việc cách ly y tế không còn theo địa giới hành chính mà dựa vào yếu tố nghi ngờ, riêng việc khai báo y tế theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Về chiến dịch bảo vệ người nhóm nguy cơ giai đoạn 2, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đánh giá, chiến dịch đến nay đã thành công. Trước đây phân tích tỷ lệ tử vong phần lớn rơi vào nhóm nguy cơ như lớn tuổi, bệnh nền. Sau đó, thành phố rà soát tiêm vaccine COVID-19, chăm sóc tốt hơn nên số ca tử vong giảm nhiều. Trong năm 2022, TP.HCM tiếp tục chiến dịch này. Số tuổi được hạ thấp xuống nhóm 50 tuổi trở lên. Như vậy, nhóm người được bảo vệ sẽ nhiều hơn.